là phải nói đau nha, để đau khớp vai. Khớp vai này muốn cử động ra sau hoặc là đưa tay lên cao cổng dơ lên thì được ạ. Về phía trước thì được, tất cả các cái cử động về phía sau cũng được. Dơ ngang được không? Dơ ngang được. Ok. Những ngày lâu chưa? Tay thì mới đấy, tay thì mới khoảng 4-5 hôm nay cho đau tay. Okay. Trước đó là chỗ đau chân. Ok, thế còn ngã huyết gì không? Không ạ. Thế còn chân đau như nào? Chân nhiều đau, đầu tiên là đau cái gót chân. Sau đó là di chuyển rất là... Gối đã bị lâu chưa? Gối đó cũng bị đến thời điểm với cả cổ chân. Cổ chân? Vâng. Cổ chân được gối đã bị à? Vâng. Thế có ngã huyết gì không? Không. Có chẹo chân không? Không. Ok, thế còn lưng có đau không? Lưng không. À, ok. Rồi. Vậy các bạn chú ý là cái tay của bạn này nhé, bạn dơ ra sau không được. Dơ ra không được thì bản chất của bạn là có hai cách để làm. Một là dùng căng cơ kháng lực. Hai nữa là gì? Là dùng võ chất đả. Cái mà các bạn qua ở lớp đau kìa. Bây giờ thì em sẽ được dạy lên đây. Em đứng đây. Rồi. Hai ngày đúng không? Đoàn đoàn giật đi, cường giật nhá, tay cường giữa đây thì giật, cánh lùi, thấy cánh tay này, đây thả lỏng cánh này, thầy chỉ kéo lên này nhá, tay này đau đúng không? Thả lỏng này, giật, thả lỏng thôi nhá, đây thì chỉ kéo căng này thôi mà, thả lỏng đi, sao cứng đấy, rồi, đấy. À, em thử với xem rồi, cái tay kia. Đấy, đã cải thiện chưa? Úi giời. Ô sao đấy? Có ngạc nhiên không? Mình nào tiếp tục nào. Đấy các bạn thấy không? Thầy làm đúng như gì thầy dạy các bạn. Nghĩa là làm chuẩn là được. À tiếp tục này. Thả lỏng. Thả lỏng nhá. Rồi. Quan trọng là cái giật đúng. Nào bây giờ với nữa đi. Em vòng đi, em vòng lên hai thầy chậm với cho sới nhau đi. Đây này, tay này, tay trên dưới. Một tay trên, một tay dưới. Nào chạm nhau đấy, chạm rồi đấy. Chạm rồi. Đấy. Nào bạn chọn chưa? Nào đứng dậy, thêm một động tác là xong. Đấy, có thấy không? Bây giờ, cái này thì rất đơn giản nhưng mà phải biết làm. Nào, thẳng nhé, thả lỏng tay đi. Thả lỏng. Nào, dám với cô Tư, không còn đau gì nào nữa. Quay sao? Quay sao? Đó chưa? Đâu? Đâu, quay lại, em mới vòng tay trên đây nữa không? Vòng sớ nhau đi. Ôi giờ quay nhẹ nhàng lắm rồi anh. Quá tuyệt vời. Quay lại đây trả lời choáng chưa? Nhanh không? Nhanh nhỉ? Em đã thấy hai chuyện kiểu này bây giờ chưa? Đâu, có xem trên video của bạn đã. Xem video đến đây. Thì nhớ xem video bị lừa thì sao? Thế cảm nhận của chị, cảm nhận của chị bây giờ thế nào? Rất thoải mái đúng không? Rất là thoải mái cái tay rồi. Thế mà bị bao nhiêu hôm rồi? Một tuần rồi. Vâng. Thực ra là cháu được giới thiệu đến bác lâu rồi. Nhưng mà cái này là ai chữa chưa? Chưa. Bây giờ ngồi xuống xem đồ nhá. Đấy các bạn học master là phải nghĩ nhá. Rõ ràng làm ngồi với quen mặt đấy, quen mặt đây. Xem đồ gối nào. Bây giờ đồ gối đâu? Nó khó chịu nhá. Cái cử động lên xuống rất là chậm, không thể làm nhanh. Bây giờ ngồi ngồi xổm với chân nào có được không? Được ạ. Mà đau. Đau lắm. Không bỏ tay ra được à? Không. Bỏ tay ra là đau cái gì? Ok, thế hiểu rồi. Đấy, các bạn nhìn nhá. Cái này là nhiều khả năng là sụn chêm. Như các bạn được học, đúng không? Này, em bằng ở đây, em nằm hẳn ra. Okay. Khăn nha thầy. Năm nay bao tuổi rồi? 40. Ừ, 40 thì có gì nữa mà nó đẹp đáo như bây giờ xuân mới làm thằng về. Lắm. 40 người ta bây giờ mới yêu. Đúng rồi, bây giờ xuân mới làm về. Thằng này làm ăn thế nào không? Không ạ. Sao không? Không đâu. Ok. Đứng đường trước đâu. Ok, rồi nhìn thấy rồi. Nào. Đã thế nào không? Không ạ. Đã thế nào không? Đau ở ok. À, hay bị chèn. Rồi, không phải sụn chêm nữa. Mà cái này là gân cơ tứ đầu đùi đối với bánh chè. Có vấn đề. Rồi ok, làm căng cơ lực nhá. Thả lỏng này.
nó không phải là do mày do xuân chiêm thì đang được làm bỏ kia đấy. Nhìn thì trông chẳng thấy làm gì nữa. Đây là cả trí tuệ rồi. Tiếp. Quá tuyệt vời. Chống tay thì nhá. Em làm sấp xuống hết chống tay ngay bây giờ đây. Làm sấp rồi. Đấy các bạn thấy ngạc nhiên không? Rõ ràng là những cái chiêu này nó cực độc. Nào, lỏng nhá. Đây đây. Em mở cái mặt. Đây này. Bây giờ ngồi sổ một tuần, tự nhiên cũng không có chống tay được. À, chưa. Cục cái đều thấy nhẹ nhàng quá. Ôi giời, quá tuyệt vời. Nhẹ quá. Ngồi rộng cái chân này. Rồi, để cho bạn ngồi. Nào, xem khi đầu có đỡ đau chưa? Cảm giác hơi đau chỗ này một tí. Còn tí đây thôi gì? Ok, làm mở ra. Đấy, em hôm nay em đã gặp đúng bàn tay của Thủy chưa? Hãy subscribe cho kênh căng cơ kháng lực đấy. Tiếp. Cho nên các bạn master là được trang bị cả căng cơ kháng lực. Từ đây sẽ trong cả căng cơ kháng lực, cả yoga chất đà và cả thao sống. Nó phải đạt đến cái đẳng cấp. Chứ tay nghề các bạn muốn làm được cái này thì bằng người ta làm nghề 7-8 năm chưa chắc đã đuổi kịp. Để tốc độ nhanh. Và thật sự, cứ hỏi các bạn nào làm nghề 7-8 năm liệu có làm nhanh này được không? Thì các bạn sẽ làm được sau khoa học. Nào, em dạy xem hết tao chưa? Em hả?
Chị thấy nhẹ nhàng hơn nhiều chưa? Bây giờ chị sẽ làm tăng sống một chút nữa thôi. Bây giờ cái dạ. Này, em ngồi con, có rồi, có rồi. Ngồi qua đứng lại thầy, em ngồi qua đứng lại. Khi em đến là người ta sẽ nhẹ ngay giờ đây. Làm cái vai trước này. Em làm nghề gì? Giáo viên. À giáo viên, giáo viên cấp 1 hay cấp 2? Giáo viên đại học. Cảm ơn. Chị Nhàn. Bàn tay không được chống. Ngồi hẳn xuống, ngồi hẳn xuống, đứng dậy. Đấy, đứng dậy, thấy chưa? Các bạn thấy không? Chắc không phải thấy đàn chết nữa. Không tin nổi. Đây, em nói với thầy mấy câu không? Em nói để những người khác họ cũng bị bệnh em ấy. Họ có cái niềm tin, họ biết được cái phương pháp chữa bệnh nó độc đáo này, nhẹ nhàng nữa. Em có nói qua. Được giới thiệu đến thầy cũng rất là hy vọng, nhưng cũng không nghĩ là lại nhanh và hiệu quả bất ngờ như này, rất là cảm ơn bác.